Hello, xin chào các bạn, xin chào cả nhà. Các bạn thấy không, hôm nay mình đi tới đây á, là tới đường Cộng Hòa rồi, là trời nó khô khô. Nhưng mà hồi nãy ở ở cái khúc kia quận 3 thì trời mưa, nên là cơn mưa sẽ nhớ đến một bài hát. Bây giờ ha, mình sẽ hát một cái bài hát mà có cơn mưa nghe. Một bài hát có cơn mưa. Đó, đây là nghe nghe nhạc và tấu trên xe thôi nha. Nghe xong bài này đi rồi mình sẽ hát. Mình đọc trước đi rồi rồi mình hát. Thường thường đọc trước cái là nó ngấm ngấm vô á. Hôm nay mình đi tới đây là Cộng Hòa rồi, lúc này là 7-8 giờ kém rồi nha. Mình cũng nhiều tháng rồi mình ít có đi giờ này lắm, nhưng mà giờ này là bắt đầu bị kẹt xe cái hướng hướng mà từ Sài Gòn ra Trường Chinh đó, ngay chỗ chỗ dưới chân cầu Hoàng Hoa Thám nè, kẹt xe nghe các bạn, kẹt xe rất là đông luôn đó. Bây giờ cũng ít đi giờ này lắm, ở nhà thường thường nhiều khi 8 giờ mấy, 8 giờ 15 nó mới đi á, nên nó không có bị kẹt. Hôm nay là bị kẹt. Bị kẹt là không biết là cái 8 giờ là bắt đầu ngay cái chỗ mà cầu vượt Hoàng Hóa Thám nó sẽ nối lại thành hai chiều. Chứ thường thường á, là từ 7 giờ. 7 giờ kém 7 giờ là người ta sẽ làm cho một chiều từ đường Trường Chinh về về trong thành phố, nên là mình muốn ra cái Trường Chinh là mình phải đi dưới lòng cầu, dưới phía dưới cầu bên tay phải á, để mà đi ra à. Mà hôm nay thì nó lại bị đông xe quá. Chắc hôm qua các bạn mọi người được nghỉ đó, hôm nay bắt đầu đi làm, hôm qua thì nó vắng nha các bạn. Đó, cái bài hát nghe, mình sẽ đọc trước đi, đọc trước cho nó vô cái cảm xúc, bắt đầu mình hát nha các bạn. Là bài Mình Sẽ Không Nói Tựa Đâu, bài này có một
có một từ mưa. Đó, từ mưa. Cơn mưa, những cơn mưa, những cơn mưa và thời tiết âm u thường làm cho những người mà có tâm trạng mà buồn á, có tâm trạng buồn sẵn á, nó sẽ buồn hơn. Nghĩa là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đúng không ạ? Thì bây giờ cái này, bài này á, là cái lời hát là nếu mà gặp một người nào mà trong cái hoàn cảnh đó đó, nghe buồn đúng không các bạn, buồn lắm luôn á. Nhưng mà thôi, cuộc sống thì cũng có vui thì cũng có buồn, nên là nếu mà mình vui thì mình cứ hưởng thụ đi, còn mình buồn thì mình sẽ đi tìm niềm vui, đi tìm niềm vui mới. Còn những người mà quá buồn á, trong một cái hoàn cảnh quá buồn á, thì mình sẽ đi đi đâu đó, đi cà phê, đi tìm bạn bè để uống cà phê tâm sự, hoặc đi đâu đó nhưng mà tìm được một người mà để mà tâm sự so với thời buổi này là rất khó nha các bạn. Nên là có mình nên giữ cái mối quan hệ đó. Chứ còn bây giờ ai cũng sống ích kỷ, đa số sống nói chung là tìm bạn rất khó. Tìm một người bạn mà để mà lúc mà mình buồn mình cà phê cà pháo này kia nó khó lắm. Nên là bài hát này mình sẽ đọc trước nha. Đọc là: em ơi còn những gì ngoài một đời chia ly, một cuộc tình ra đi bằng con tim sầu úa, bằng ngày tháng buồn tênh, đêm đêm ôm kỷ niệm trong giọt sầu lênh đênh. Cuộc đời có là bao, từ khi ta bắt đầu tình đã lắm khổ đau, tình như cơn mưa rào, mình vừa đến tìm nhau, tình chưa vui đã vội bỏ nhau. Còn những gì tình 10 năm đó, lệ biệt ly tan nát người đi, lời trùng dương đêm đêm vỗ về, bao hẹn thề tung cánh bay đi. Còn những ngày hẹn hò êm ái, người vội quên hay cố vùi chôn, kỷ niệm xưa câu ca êm đềm, biết người còn ghi khắc trong tim. Em ơi còn những gì ngoài một đời chia ly, cuộc tình vừa ra đi bằng con tim sầu úa, bằng ngày tháng buồn tênh, đêm đêm ôm kỷ niệm trong giọt sầu lênh đênh. Cuộc đời có là bao, từ khi ta bắt đầu tình đã lắm khổ đau, tình như cơn mưa rào, mình vừa đến tìm nhau, đã bỏ còn những gì tình 10 năm đó, lệ biệt ly tan nát người đi, lời trùng dương đêm đêm vỗ về. Các bạn bắt gặp bạn thấy không, trước màn hình của mình có một con chó đây, nó chạy tới đó, không biết nó bị lạc như nào mà nó cứ đi tới đi lui, để mình thấy thương quá. Ôi, mình thương động vật lắm. Chó không biết nó bị lạc gì á, mà nó đi tới đi lui chỗ cái con lương này hoài nè. Nó đi tới rồi lại nó đi lui, mà không biết là nếu mà nó ở nhà dân thì vào cái giờ này nó rất khó mà đi ra đây được. Không biết nó mình không đoán nó sẽ ra sao nó lại ở đây, mà không biết là chủ nó là ai mà nó cứ đi tới đi lui, nhìn rất là tội luôn á.
đi vòng vòng nó đi tới rồi đi lui mà nó cứ không vô 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 cái mé bên nhà nhà được, bị về xe nối đuôi nhau á nghe các bạn. Đó, trời, tội nghiệp ghê vậy. Bởi vì những con vật á, mình nhìn cái thần sắc của nó chỉ khác về cái hình hài thân thể thôi chứ nó có khác gì mình đâu. À, nó cũng rất là khác đó, có thể là nó khác nhiều nhưng mà mình cảm nhận về cái thần thái, về cái cảm xúc thôi chứ còn dĩ nhiên là nó phải khác rồi. Nhưng mà con vật á với mình á, nó giống nhau ở cái về ánh mắt nha các bạn. Ánh mắt nó ngơ ngác, rồi ánh mắt nó buồn, rồi ánh mắt nó vui này kia, nó cũng thể hiện ở ánh mắt. Nhưng mà đúng là con vật đó, là con chó đó, nó gần gũi với con người quá nên là nhìn nó rất là dễ thương. Thôi mình dừng video ở đây nghe, hồi nãy bị hát nửa chừng rồi có con chó đó rồi mình ngừng lại đó, không có được hát trọn vẹn, để một dịp nào đó mình sẽ hát trọn vẹn cho các bạn nghe. Bye bye, xin chào tạm biệt. Xin chúc các bạn có một ngày mới yên bình, vui vẻ và hạnh phúc trong công việc. Và trong cuộc sống luôn luôn tràn đầy năng lượng. Bye bye, xin chào tạm biệt.